Hello các bạn, mình là Hân. Hôm nay mình đi Hòn Tân. Giờ mình tắt đèn. Tối quá bạn. Nó vui à, Hani ơi. Cố gắng. Con đi quay gì không? Con gì? Đi lên chẳng hạn như hai bên đi. Quay cái. Nè, Hani nằm trong này nè chị. Ở Hòn Tân, hồi chiều mình tắm biển mà chưa khoe biển cho các bạn. Để 5 giờ sáng mình quay cho các bạn xem biển ở Hòn Tân nha. Mẹ có bãi cát. Còn gì có? Mình mua mình có đem kia ly nữa. Mà các bạn ơi, nghe mình kể một câu chuyện rất là hài hước nha. Ngày xưa có một con bò, nó đang bú bình và nó ngủ. Và có một người chủ có tên là Tiểu Hoa ra bắt con bò. Bò ơi, dậy, phải rồi. Ê da, mày ngủ mà. Con bò kia, mày ngủ gì nó. Mấy con bò chết tiệt này, hãy diệt thôi. Chết hết đây. Dạ, gai quá à. Mình hãy cần cái này thôi. Bắn. Bắn. Nó ngủ vững thì nó còn này ra. Yeah. Đập nó, Câu chuyện đã xong, mình vừa kể cho các bạn rồi á. Chúc các bạn một ngày may mắn. 5 giờ sáng Hân với Ben sẽ review biển ở Hòn Tân. Ở các bạn có đi Hòn Tân không? Hòn Tân là mình ở nhà trọ mà phát tài. Ở Hòn Tân á, các bạn có đi cái này chưa? Mình ở phòng 6 nha. Thôi giờ ngủ tới 5 giờ sáng á, mình sẽ ra tắm biển nha. Bye bye các bạn.